Chào các bạn, chào các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty thiết bị Hoàng Kiên. Nên mình sẽ được hướng dẫn sử dụng cho các bạn đồng hồ đo độ cứng cao su thai e ha của hãng Techlock, model là GS721N. Rất là xịn như thế này, đóng gói ở bên ngoài là một cái bao giấy, bên trong là một cái hộp nhựa như vậy các bạn. Đó, đây là 721N. Thì cái dòng N này nó sẽ có kim lớn các bạn. Kim lớn thì nó sẽ không phá hủy cái lớp cao su như thế này cho các cái cao su mềm. 721N thai E là tiêu chuẩn là JK62532006 mang in ra bàn. Đó. Ở đây ví dụ như là shop của chúng ta, sản xuất ra shop mút farm này hay là shop mút mềm, chúng ta muốn kiểm tra thì sẽ dùng tay vậy. Tay chúng ta đấm nhấn vuông góc vậy các bạn thì nó sẽ ra kết quả ngay trên màn hình. Đó, để chúng ta đọc cái giá trị của độ cứng cao su. Thì cái thai E này nó thông dụng cho cái dòng cao su mềm thang thấp rất là tốt. Trên đây chúng ta có thể gắn vô móc treo trên áo này hoặc là gắn cái tựa máy. Và các cái máy di chuyển thì chúng ta sẽ gắn đây. Đó. Đây là Techlock GS721N. Các bạn nhìn rõ model GS721N thai E các bạn. Đó. Phân phối bởi Khang Kiên. Thì đây là cách sử dụng. Thì khi chúng ta có thể test cái này qua kính các bạn để test nó giá trị 100. Đó. Ta sử dụng xong thì để tránh làm rơi vỡ hay là các cái tác động mạnh đến cái sản phẩm thì nó sẽ sử dụng lâu dài. Và ta trang bị thêm một cái bóp hơi này để ta vệ sinh cái bề mặt tiếp xúc này. Đó. Bề mặt tiếp xúc. Có này mua bom vi tính rồi đấy. Thì nó sẽ hay là tránh các cái trường hợp mà chúng ta trà hay là chúng ta sử dụng mà nó bị cong vênh hay gì làm rơi rớt cho mấy cong vênh. Còn chúng ta sử dụng vậy thì sử dụng mãi nha. Hàng Nhật thì nó sẽ rất là bền. Cái thao tác đưa chúng ta đưa rất khối dứt khoát vuông góc đây là nó sẽ chính xác này các bạn. Đó, vuông góc như vậy. Thì sản phẩm này được phân phối bởi Khang Kiên. Khang Kiên Techlock các bạn. Các bạn có thể